Đây là một mặt hoa lan rừng rất là đẹp, rất là dễ thương. Nó nằm trong top 6 các cái mặt bông rất là quý của rừng Việt. Nó có tên gọi là bạch hỏa hoàng. Hoa gồm 3 màu sắc chủ đạo, đó là trắng, vàng, cam. Ngoài cái vẻ đẹp của hoa thì thân thủ cũng rất là đẹp. Hoa nở vào cái dịp xuân. Thì hôm nay bên em bà con có về được một số các cái phần, thì em cũng chia sẻ lại mọi người để sưu tầm giống về cái dòng lan rừng rất là quý này. Trước mắt mọi người đó là những cái phần bạch hỏa hoàng, thì em cũng chia sẻ với mọi người với giá là 100.000 cho một phần nha mọi người. Đấy, các bác anh chị chúng ta có nhu cầu sưu tầm thì cứ nhắn tin trực tiếp vào TikTok hoặc là nhắn tin vào cái phần hồ sơ của bên em nha. Đấy, những cái phần thì em cũng chia đều ra nhau, thì nó gồm khoảng 15 đến 20 cây nha mọi người. Đấy, những cái củ giả hành rất là đẹp đó, tròn đều đó. Gồm những cái dề nguyên bản và những cái dề rời nha. Đấy, đây em sẽ đi chi tiết từng phần. Đây là phần số 1, hiện tại nó cũng đang hoa và đang nụ nha. Đây, hoa rất đẹp và rất là dễ thương. Phần số 1 giá là 100.000 nha. Đấy, đây là nguyên cái phần số 1 này, đang nụ này. Đấy, những cái mảng dề rất là đẹp nha. Đấy, gồm 15 đến 20 dề trong đây nha mọi người. Đấy, số 1. Rồi, tiếp theo phần số 2. Đấy, phần số 2. Rồi, phần số 3. Đấy, rồi, và đây là phần số 4. À, đây phần số 5. Phần số 5. Rồi, và phần số 6. À, một phần này đủ về mọi người ghép một cái tác phẩm cũng rất là đẹp nha. Đây là phần số 7. Đây, đây phần số 7 này. Tiếp theo là phần số 8 này. Đây phần số 8. Rồi, và phần số 9 đó là phần cuối cùng. Em có 9 phần nha. Mọi người có nhu cầu thì cứ vui lòng nhắn tin trực tiếp vào TikTok hoặc là xem ở phần hồ sơ của bên em nha. Đấy, mọi người có thể mua nhiều hình để ghép thành những cái tác phẩm rất là đẹp. Đấy, giá là 100.000 cho một phần nha. Đấy, một cái dòng lan rừng rất là quý, nằm trong top 6 các cái mặt hoa đẹp nhất luôn. Đấy, rồi, mọi người có nhu cầu thì cứ vui lòng liên hệ nha. Em xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những phiên lan rừng tiếp theo ạ.